tôi nói thì cái cô bác tôi lại đây á thì nghèo lắm nhưng mà cũng mà mướn bằng thế rồi tôi cũng nhờ cô bác ở đây giúp đỡ nhờ ông ba hộ rồi ông ba hộ ông chỉ á, cái cây xanh đó là cái cây xanh đó có thần linh có mặt người ở trong đó lại mình khẩn nguyện cái gì thì cũng được thì thành đó tôi lại đó tôi khẩn nguyện thành ra phù hộ độ tôi cái là làm ăn thấm khá giàu có bây giờ tôi làm phước làm giá như vậy đó kính chào quý vị kính thưa quý vị tôi xin kể lại một chuyện cái là hồi xưa nó có thật một trăm phần trăm là như thế này nè cái ông đó là bá hộ này ông giàu có lắm đất cát ông nhiều lắm cò bay thẳng cánh à. mà ông ở cái vùng đó rồi gần nhà ông đó cách trường dài trăm thước cũng là cái đất của ông nó có cái bà ngã ba thì ở dưới sông thì có sông sông nhỏ chạy ra sông cái lớn cái địa thế thiên thời địa lợi lắm thì cái ông phù thủy này ông nói nè ông ở đây ông đã giàu có ông ở đây sau này là chỗ này có nổi lên cái chợ nha ông lập lên cái chợ ông đừng ngăn cản ta ông cho người ta làm đi làm chợ này á được rồi là ông làm giàu đó ổng góp chợ đất của ổng mà ổng góp tiền đó là phố xá đầu kia hồi xưa nó vậy đó đất ai thì nấy giờ cái ổng cũng tin tưởng ổng là nếu như vậy được đó là tôi làm phước tôi góp tiền chợ được rồi là tôi làm phước một thời gian qua một ngày qua rồi đó thì chỗ đó nó có bọc lên cây xanh cây xanh ta gọi là gọi là cây kiển đó mà kêu là cây xanh đó hoàn toàn năm này tháng nọ không có cái lá khô lá xanh dần không vậy đó thành ra ta tiêu cây xanh mà cái tàn nó cũng bự dữ lắm rồi chỗ ngoài, đó là ngã ba đường mà là ngã ba sông nữa đường thủy mà lại đường bộ nữa cái mấy bà mua gánh bán bưng nào đó tới chưa chưa thì đi theo xóm theo làng bán đã đời rồi mở trời thôi lại tới cây xanh này ngồi dưới bóng bát bày hàng ra bán hồi bằng lúc ban đầu à ra bán thì ở chòm xóm đó một ngày một đông ngày đông là người ta muốn mua cái gì đó người ta là mấy người, ta gánh ngang đây không mua giờ ta đi bắt ôi có gì đâu lại cây xanh thì mua mấy bà lại đó mấy bà được uh, nắng ở đó đó rồi bà bà để đó mấy bà bán đó rồi một ngày đồn ra thôi ở rồi ở làng này xóm nọ người ta cũng mua đồ mua đạt rồi đem cái đó ta để đó bán giết rồi đó là thầm chợ luôn cô bác hồi đó mà lập được cái chợ đó cũng khó khăn lắm là gì đào tạo từ nghĩa là như nhím lửa vậy từ nhỏ đến lớn mà hồi đó chợ búa không có ai là hãy đất của ông nào là ông đó làm chủ thôi là muốn góp góp tiền không góp thì thôi vậy à rồi ai muốn bán gì đem đó bán một ngày cái thôi đông quá đông đảo quá thì ông ở ban hậu tề ở làng đó đó ta bàn bạc với cái ông bá hộ này là ông ơi bây giờ cái cây đó cái tàn lớn quá lớn à bà ta súng lại đó người ta để đồ để đạt đồ đó người ta bán cũng nhiều mà bây giờ đất ông á ông cũng cho người ta che chạy che nhà đồ ở đằng ta bán đó làm tiệm làm quán đó thấy cũng đông rồi thôi bây giờ tôi bàn với ông như vậy nè giờ ông bé cây xanh đó đi cho nó chống chảy ra cho nó sáng sủa ra chứ giờ cây xanh này lá quá sức rồi nó che cái bóng mát cũng quá Đang cho người ta các tiệm quán đầu lên đã mà người ta bán ông này cũng cũng khoái ông nói được sao vậy để mướn ta mấy nhanh hồi đầu ông còn tiếc cây xanh vì cây xanh này mà tạo lập cho ông nên danh phận cho ông giàu có thêm Giờ tiết tiếc cây xanh thôi mé Cái kêu người ta mé Thằng thợ đốn cây đó lại nó mé Mới mé mấy nhánh gì đó à Thì phát nó tới tâm mày mặt nó cái đó Làm việc cho mình nó không không còn để là nghị lực để đi. Mé nữa nó xuống ra ra sâu không Ông muốn trả tiền tôi nhiêu trả chứ giờ cây của ông tôi không có bé nữa Tôi muốn bệnh quá tôi không có bé là cái người ở trong cây nó cảnh cáo cái người bé này đó bị gì lợi lại làm ra ngược hậu cảnh cáo cái ông ba hộ này cũng thấy vậy cũng tự nghiệp thôi mày dầu mày làm không xong tao tao cũng cho tiền này cho mới tiền ít một thời gian sau cái mấy ông ba hộ tệ bàn nữa ông à cây xanh này ông để đây không có tốt vì chợ búa người ta lại đây gần gần đây ta mua bán thấy cản trở quá Thôi chú đề nghị với ông giờ bướng người ta bứng đi Bứng cây xanh này đi về gần nhà ông hay là bứng đem vô chùa đi ông ơi Hồi đầu thì không nghĩ đó là đem vô chùa hay gì ha Ông nói ừ thôi vậy cũng được Bây giờ để tôi đứng ra Vì cây của tôi tôi đứng ra Tôi gian giái coi nếu được thì tôi bứng Cái ông lại ông lập cái mặt bàn ở tại đó ông đốt nhang đồ ông lại giấy ông giấy mà trai là thần mộc mấy ông á nếu có linh thiêng á thì mấy ông cho tôi biết mấy ông muốn ở đâu thì bây giờ ở đây chợ búa thấy cũng dơ giấy mà cả trở người ta thì bây giờ tôi bứng mấy ông về nhà tôi tôi trồng tôi mướn người ta bứng đem về gần nhà tôi trồng nếu ông đồng mấy ông đồng ý ai mà có ở cây này đó là như bà đồ đó như bên ngũ hành rồi ai có ở thì là cho tôi xin keo này được á thì tôi bứng cái ông xin keo được được rồi chực dòm lên thì cái cây nó ứng hiện ra là cái mặt người hình người gõ gàng trong cái thân cây đó vậy đó thấy gành gành gõ ràng như vậy đó mà cái ông này đó đứng trong cái thân cây lộ ra có thấy vậy ông hết hồn ông hết hồn cái ông đâu có đám dám đem gì nhà ông ông thấy như vậy là linh quá sức rồi linh hiển quá rồi cái ông mời ông thầy lại ở đó có gần cái chùa ông thầy ông lại ông nói này các vị tiên người ta hồi đó vị tiên người ta ở đây là người ta phù hộ cho cái là lập chợ búa ở đây chứ gì đâu ông sợ là không bây giờ tôi thấy như vậy tôi là người thò mắt thịt thấy vậy thì tôi không biết sao nhờ thầy giúp đỡ thầy có phương pháp nào là thầy có thể để cây này thầy ở tiêm phật thì về chùa bây giờ bứng cây này đem về chùa cho thầy thầy chịu không là nếu như có cái là cái lọc của ông mà ông không chịu thì đem về chùa đem về cái trồng ngay giữa cửa chùa trước sân đó cái cây nó không chết đệ tử ông mỗi ngày tưới nước đồ kia cây còn xuống túc lên nữa thì cái chợ đó mà một ngày một khấm khá lên hết dãy này tới dãy kia cái là các phố xá hàng hàng dãy dãy mua bán được quá đi trong một thời gian đó thì hai vợ chồng này nè nó khi nào không biết nghèo quá bơi cái xuồng hỏi cái tới chợ thì đi bằng bước thì ưa lại chợ lắm để chợ mới có công việc bằng người ta bướng bưng sách giác ấy đồ đạc đồ này kia đó mới có tiền chứ uh, theo như giờ ở theo giường á thì tất nhiên nhờ nhà nào đó, người ta giàu đó ta có kẻ ăn người ở còn người, người nào nghèo ta không có bướng nghèo mà bướng người mầm sao được thì gia đình ta tự kế ta làm thành ra mà không được phải buộc lại chợ thôi hai vợ chồng lại chợ hai bao bữa rồi cũng đi lên chợ đầu Tháng thủy tôi hai chồng tôi nghèo quá mà đi kiếm công an việc làm lại chợ này nếu cô bác nào có vân sách cái gì hay có giá ấy cái gì rặng nề hay là nhẹ nhàng cách gì cũng được hết bước tôi tôi bằng nhiêu cũng bằng bằng chỉ là hai vợ chồng sống ngày đầy đủ rồi qua ngày sau vậy thôi cái ta nghe nói ta cũng thương tình quá ta mướn cho làm mướn làm thì hai vợ chồng sống đó thời gian thì cái ông bá hộ này nè ổng thường đi chợ uống nước lắm ổng gặp hai vợ chồng này thao ngày nào cũng bưng đồ bưng đạt dọn dẹp cho người ta mua bán mà cái chợ thì đó rồi tan chợ đó xét chổi nó quét chợ rồi này kia thấy như vậy cái ông cũng tội nghiệp Ông nói chợ búa của mình đúng lẽ mình mướn người ta quét cho sạch sẽ còn này hai vợ chồng này lại bằng mướn mà thấy dơ giấy nó quét cái ông tội nghiệp tội nghiệp cái ông kêu nó vô tiệm cầu cái đấy bây giờ hai vợ chồng á giờ bác nói với con như vậy ở đây có cây xanh là linh hiển dữ lắm cây xanh nó lập cái chợ đây nè bây giờ hai vợ chồng con nghèo khổ quá như vậy thôi bây giờ bác chỉ cho con đi vô cây xanh ở tại chỗ chùa đó đó ở trước cửa chùa đó con tự ý uống giái sao đó con gái thì con gái đi rồi con ra con mà ăn ngày khấm khá lên lập tiệm lập quán đồ với người ta mua bán chứ thấy ra con mà hai vợ chồng không mà bằng ngày nào ăn ngày nấy như vậy nữa có con cái ra nữa rồi sao nghèo khổ lắm cái nó mang ơn ổng đi hai vợ chồng đi cây lại đó là chùa đó có cây xanh dưới cửa thiệt của bác thì đó lại hai vợ chồng quỳ lại giái cây xanh đó thì cái ông tiên ở trong cái cây này đó ông hiện ra hiện hình còn thật rõ hơn nữa thấy hồi hình, hình thật rõ mà ông cầm cái khéo quất đổ quơ quơ quất trước quất về đây quơ quơ quất quất cái cái không hiểu gì không biết ông tiên dạy nó cái gì mà cầm khéo quất quơ quất vậy cái đó mới hỏi vợ dạ, thư bẩm ông tiên ông muốn dạy vợ chồng con cái điều chi thì ông cứ nói cái ông tiên cái là quá ra một cái xài rau ông cầm một cái xe quốc ông quơ 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 trên chạy rau vậy thì nó biết ông tiên đại biểu nó về mua bán điều thứ nhất là mua bán cái thôi nên lại ông tiên giả từ nó đi về nó đi về cái về bằng về bằng bướng bà về suy nghĩ thôi bây giờ mình lại kia mình cái xe mình đi đồng mình thấy rau rác gì người ta cần ăn cần mua đó mình bẻ về vợ mình bán còn không nữa vợ mình lấy cái xe này đi lại đầu chợ kia mua rau gác bưng lại cuối chợ này bán thì kêu người mua gánh bán bưng đó cô bác thì vợ cũng nghe lời làm y như vậy mà lại mua bán đắt như tiên bị tiên cho mà đắt vô phương rồi làm ngày khắm khá khắm khá làm lên cái sạp cái sạp đó bán đủ đồ gãy hết trơn trái cây trái cối rau gác bán đủ đồ gãy rồi, như cái sạp bây giờ vậy đó thì cái ông ba hộ này ông thấy như vậy ông cũng mừng ông ra giờ hai con ấy là cũng bán được cái sạp được rồi cũng là, là, có cơm ăn rồi cơm ăn cơm no và áo mặc đủ rồi thì ông cũng mừng cho nhưng mà các cái sạp khác các cái tiệm khác thì ông lấy tiền đóng thế cho ông mỗi tháng còn con nó khỏi có đóng thế gì hết á cái tiền mà ông không có góp của con đó con nên tích lũy lên là mà sau này cất cái nhà lên mua bán cái đó dạ dạ rồi nó bán gì đâu cô bác có mấy tháng à thì tất nhiên cái là nó bán trội bộ trội hơn là ai hết thảy Đậu sạp đó chừng nào cái sạp nó bán hết rồi mới đi lại chỗ khác mua bởi vì ông tiên cũng làm phép cho nó rồi sau đó thì khách hàng ai đi mua gì lại đi gan không muốn mua cũng ghé mua nữa mua của nó mau hết cấp kỳ hơn sáng lát hết à mấy người khác mới bán được trong số đó là vậy thì có cái ganh tỷ hãy mua bán với nhau ai mua bán đều bổ bón với nhau người bán được người bán không thì có cái ganh tỷ châu cổ ghét châu ăn mà thì có cái anh tỷ kiếm chuyện này chuyện nọ rồi cái hai vợ chồng nó hiền khô hà nó thôi bây giờ mấy anh chị nói là tôi bán cùng chung món đồ với mấy anh chị mấy anh chị nói tại sao tôi bán đắt quá người ta mua của tôi không chừng nào hết của tôi rồi anh chị mới bán thôi tôi nghĩ bán bây giờ là tôi cũng có đủ số tiền vô tôi cắt cái nhà lên hỏi ông bá hộ các cái nhà lên rồi tôi bỏ đồ vô bán hàng sáng thì hai chồng bỏ đồ vô bán hàng sáng của bác dường cái vụ bán rau này lại cho các người khác bán nó cũng lợi rằng cái cây xanh này nó khẩn cầu ông tiên cho nó bán cho đắt thì cái tiệm của nó thôi bán hết sức rồi người ta vô ra đùm được bán làm giàu làm có lên rồi cái đó suy nghĩ hồi trong lúc vợ chồng mình nghèo mình nhờ bá gia bá tánh giúp đỡ mình rồi nhờ thần linh giúp đỡ mình mới giàu có như vậy bây giờ mình giàu nấu chợ này là mình giàu hết rồi đó bây giờ tại sao mình không biết làm phước hồi đó mình nhờ cái vụ làm phước này mà mình làm giàu bây giờ mình làm ăn có của rồi thì mình tích lũy cho con cháu mình đời sau thì bắt đầu ra nó bố thí cô bác hai vợ chồng này bố thí cực kỳ nội cái chợ đó không có ai bằng hai vợ chồng thằng này hết tích cực là bố thí chỗ nào cực khổ cách mấy cũng đi đi lại tới chỗ đó làm phước là cho người ta được cơm đó áo ấm là hai vợ chồng này nó vui vậy nó bố thí chừng nào nó càng giàu lên chừng đấy cô bác vì người ta thấy người ta có cái tình cái nghĩa thôi đi mua đâu cũng vậy cũng món đồ cũng giá vậy sao vợ lại vợ chồng nó mình mua là vì nó có làm phước bởi vậy cái phước đức quý hơn bạc vàng đó cô bác từ xưa có nói vậy quý hơn bạc vàng nữa bạc vàng mình có 10 cân thì đủ 10 cân này thôi không có tràn lan nữa có bằng mới có tràn lan có tích lũy mới có tràn lan còn cái phước đức này đó cứ việc dồn dập vô hoài cái phước của mình đã phước bắt trùng lai quả vô nên chí cái phước của mình trùng trùng điệp điệp trùng lai Thành ra vợ chồng này nó một ngày một khá một giàu lên Mà càng giàu lên chừng nào nó càng làm phước chừng đấy Rồi mới nói suy nghĩ Hầu chung lúc đó nó nghèo Nó nghèo khổ cũng nhờ người ta ba gia ba tánh Bây giờ nó giàu có lên đủ ăn đủ mặt Thì nó phải làm phước đặng nó cho con cháu nó được nhờ Và kiếp sau nó được hưởng Thì nó làm phước nó không ngần ngại gì hết Cái cây xanh này nó có cái linh thiện Rồi bao nhiêu người người ta đi chợ lại cũng là ngồi tiếp xúc á với vợ chồng đó 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 hỏi tại sao tôi thấy lại đây là hầu bằng đầu thì bằng bước sau mua gánh bán bưng mà sau ba má dữ vậy mới có năm năm ngoài mà lên làm tiệm mà tiệm lớn giàu sang như vậy nói tôi nói thì cái cô bác tôi lại đây thì nghèo lắm nhưng mà cũng mà mướn bằng thế rồi tôi cũng nhờ cô bác ở đây giúp đỡ nhờ ông bá hộ rồi ông bá hộ ông chỉ cái cây xanh đó là cái cây xanh đó có thần linh có mặt người ở trong đó lại mình khẩn nguyện cái gì thì cũng được thì thành đó tôi lại đó tôi khẩn nguyện thành ra phù hộ độ tôi cái là làm ăn thấm khá giàu có bây giờ tôi làm phước làm giá như vậy đó là bao nhiêu người đều ở trong xóm làng này qua làng khác mà nếu như ai có tin tưởng đến cái cây xanh mà ông thần linh ở cây xanh này lộ mặt ra đó mà lợi là khẩn cầu ổng lá lại giá ổng bằng ăn thì thấy gì mà ăn cái gì được hết mà gãy chúng gãy mà ruộng chúng ruộng mua bán thì chúng mua bán làm cái gì cũng được hết thì thấy ông này ổng quá linh thì cô bác thế là tới lui gần gần ở đó bà xin